Hello anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của An Phát Converter. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục với cái dòng series 7000 của AMD liên quan đến GPU và mã là 7900XT. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ đánh giá trên cái khía cạnh hiệu năng về thuần gaming của sản phẩm giống như mình đánh giá về RX 7900XTX. Và không để mất nhiều thời gian nữa, chúng ta sẽ bắt đầu luôn. Nói chung thì đây vẫn sẽ là những cái phiên bản Federation này. Những cái driver mình test ấy, là những driver mà anh em có thể tải được ở trên trang chủ. Tức là khi mà anh em test game ấy, thì nếu mà cùng thời gian này thì cái hiệu năng nó sẽ giống như mình. Còn ở trong tương lai, nếu như nhà sản xuất cải tiến driver thì biết đâu cái hiệu năng lại khác đi một chút. Đầu tiên thì mình sẽ nói liên quan đến khía cạnh điện năng của sản phẩm. Vẫn sử dụng là hai cổng cấp nguồn 8 pin. Tuy nhiên, cái điện năng tiêu thụ của sản phẩm khi so với 7900XT đã thấp hơn. Cụ thể thì lượng điện năng tiêu thụ sẽ rơi vào khoảng chừng là 315W điện. Khi mà mình sử dụng Ferromax thì sẽ loanh quanh cái mức đấy. Nói chung là Ferromax sẽ nhảy đi một vài watt, thế nên mình cứ tính luôn là 315W điện. Thì khi mà anh em nào mà sử dụng ấy có nhu cầu ép zoom thì kể cả những phiên bản Federation như này thì chúng ta vẫn có thể tăng điện cho sản phẩm được khi mà tối đa có thể tăng lên là 360W. Và lời khuyên của mình như thường lệ là anh em không nên kéo như vậy. Khi nào mà chúng ta có nhu cầu ép zoom này, thay đổi về xung nhịp của GPU thì khi đấy chúng ta mới nên kéo điện. Còn khi mà sử dụng thông thường thì không cần kéo. Kéo lên chỉ làm cho GPU nóng hơn mà thôi. À, nhân tiện nói đến nóng thì chúng ta hãy nói phần nhiệt độ của sản phẩm. Như cái dòng 7900XTX thì anh em đã biết đến một cái yếu tố gọi là hotspot ấy, tức là điểm nóng nhất của GPU có thể đạt được là 110 độ C. Thì cái hiện tượng này thì theo như mình thấy nó xảy ra chủ yếu ở trên dòng 7900XTX. Còn với phiên bản 7900XT thì mình không thấy hiện tượng đấy, kể cả hai bóc cào đồ họa của mình đều không bị. Dòng XT và XTX của hai bóc cào của mình thấy nó đều khá là ổn định. Với phiên bản 7900XT này sẽ có cái nhiệt độ khi mình có sử dụng là khá mát mẻ. Khi mà mình chơi game mình để default ấy mà chưa dùng ấy, mình quên mất mình không chụp lại cho anh em, thì nhiệt độ của GPU chỉ khoảng 3 mấy độ C thôi. Còn khi mà chúng ta chơi game thì dĩ nhiên mức nhiệt sẽ tăng lên là 5x và cao nhất chỉ khoảng hơn 6x mà thôi. Tức là một trong những mức nhiệt mà chúng ta có thể chấp nhận được khi mà chơi game, kể cả anh em có là nhiệt thủ. Thậm chí là nhiệt thủ còn thấy khéo đầy là mát ấy. Còn về cái nhiệt độ nóng nhất của GPU mình biết anh em vẫn quan tâm, thì cái hotspot của RX 7900XT phiên bản mình đang có ở đây nhá, thì cao nhất sẽ loanh quanh khoảng chừng 82 độ C, còn trung bình sẽ là dưới 72 độ C. Nói chung là khá là mát mẻ để chúng ta có thể sử dụng. Và như thường lệ thôi, khi mà chúng ta sử dụng những cái phiên bản như kiểu là tản nhiệt sử dụng Vapor Chamber của AMD thì lời khuyên của mình đó là nếu có điều kiện anh em nên dựng dọc Vega như này. Chúng ta có thể mua thêm những Razer nối dài trong cái đó dựng dọc Vega này, thì thứ nhất nhìn sản phẩm cũng đẹp hơn, và cái thứ hai nữa là cái hiệu năng khi mà tản nhiệt nó cũng sẽ hiệu quả hơn. Và khi mà mình thử nghiệm ấy thì cái hiệu quả khi mà đặt dọc này nó sẽ mát hơn khoảng chừng 3-4 độ C, và cái quạt nó cũng yên tĩnh hơn khá nhiều. Và vì thế khi mà chúng ta sử dụng nó cũng sẽ mang lại cái trải nghiệm nó tốt hơn. Tất nhiên thì đấy là cái điều kiện test của mình, nó khá là lý tưởng này. Mình test ở trong phòng chỉ khoảng 25 độ C này, mình để trần này cắm lên bên table, xung quanh nó thoáng mát. Còn khi mà anh em sử dụng trong cái môi trường vỏ cây ấy, anh em đặt kể cả đặt ngang hay đặt dọc và có tấm kính vào thì anh em cộng thêm khoảng chừng 4 độ C vào cũng được, thì như vậy anh em sẽ ra được cái nhiệt độ khi chúng ta sử dụng hàng ngày. Nói về phần mức giá sản phẩm đi, thì cái phiên bản 7900XT đây sẽ có cái mức giá đề xuất thôi nhá, chưa thuế, là thấp hơn 100 đô khi so với 7900XTX. Tức là khi mà về Việt Nam thì nó sẽ loanh quanh khoảng chừng là 26 triệu đồng, khá là rẻ. Còn hiệu năng thì em nó sẽ yếu hơn khoảng chừng 7% khi so với RX 7900XTX. Và nếu như so với độ xanh thì nó sẽ thấp hơn cũng khoảng 7% khi so với RTX 4080. Thế nên là em nó sẽ khá là phù hợp để sử dụng cho cái nhu cầu là chơi game. Thì mình nghĩ là chơi game chơi độ phân giải 2K hoặc thậm chí là 4K cũng được. Và ở đây thì mình vẫn sẽ có mẫu màn hình 2K để mình có thể test hiệu năng cho anh em. Thì cái cấu hình mà mình sử dụng thêm ở đây thì mình đã sử dụng là AMD Ryzen 7 5800X và một bo máy chủ X570. Nói chung là combo AM4 cắm thêm cái card đồ họa thế hệ mới. Và mình sẽ test hiệu năng là phần RAW của sản phẩm, tức là mình sẽ không sử dụng thêm những công nghệ để boost FPS này, và thay vào đó là cái sức mạnh thuần của nhân GPU bên trong nó thể hiện như nào thì một chút nữa anh em sẽ nhìn thấy được. Với những tựa game online trên thị trường thì thực tế ra thì mình thấy là nó quá nhẹ nhàng với những em cạc như thế này. Về mặt cơ bản thì anh em chơi những tựa game Valorant này, Overwatch này, hay thậm chí là Dota, nói chung là nó cũng khá đơn giản. Và mình thấy nếu như anh em nào mà có cái ngân sách nó hạn hẹp một chút ấy, thì hoàn toàn chúng ta có thể lựa chọn cái phiên bản RX 7900XT này và sử dụng. Bởi vì cái hiệu năng trên ngày khoảng chừng 7% thì khi anh em chơi game online nó cũng không quan trọng lắm đâu, khi mà cái mức FPS đạt được của chúng ta toàn 200, 300 hoặc là 400 FPS. Và khi mà anh em muốn thấy được cái hiệu năng chênh lệch là chúng ta phải chuyển sang những cái tựa game offline, thì cái lúc này thì
chúng ta mới có thể nhìn được là cái mức chênh lệch. Tuy nhiên bởi vì là mình test ở đây là trình độ phân giải 2K, thế nên về mặt bằng chung cái mức FPS khi mà chơi game và những cái tựa game như là Shadow of Tomb Raider này, Far Cry 5, Assassin's Creed này thì cái mức FPS mặt nặng nó vẫn rất tốt, nó vẫn cực kỳ cao để anh em có thể sử dụng cho nhu cầu là chơi game. Còn về khía cạnh làm việc thì chúng ta sẽ cần phải nhiều yếu tố hơn nữa. Lý do mà mình chưa test làm việc em này bởi vì là cái driver của AMD, mình phải công nhận một điều rằng là những cái đồ của AMD ấy dùng càng lâu thì cái sự tối ưu của nó là càng tốt. Tuy nhiên thì em biết rồi đấy, những phiên bản mới đầu tiên ra mắt ấy, cái driver nó chưa thực sự ổn định. Cái này thì anh em cũng phải đồng ý mình thôi, bởi ở đây nó giống như là một cái câu chuyện của AMD rồi. Thế nên là trong video test hiệu năng ấy thì mình sẽ chỉ đề cập đến hiệu năng là thuần gaming mà thôi. Còn khi mà chúng ta sử dụng thì mỗi người sẽ có nhu cầu khác nhau. Anh em có thể sử dụng cho nhu cầu edit hoặc vẽ vời, cái đấy là nhu cầu của anh em thôi, anh em có thể mua luôn về và sử dụng. Và lời khuyên của mình rằng là khi mà anh em sử dụng những cái dòng như kiểu của AMD ấy, nếu có điều kiện thì chúng ta có thể đầu tư lên những cái dàn cao như AM5. Tuy nhiên thì AM5 bây giờ chúng ta cần phải mua thêm cả RAM DDR5 nữa, nó cũng khá là ấn tượng đấy, mức giá của nó ấy. Thế nên thì nếu mà để tiết kiệm chi phí, anh em nào mà đang có sẵn giàn AM4 rồi, mua nó về và cắm lên, chỉ cần quan tâm đến nguồn của sản phẩm, tối thiểu là khoảng 750W cùng xuất thực, cắm cho nó vào là đã có thể nhận ok rồi. Anh em muốn mình làm thêm để so sánh em này với em nào nữa thì để lại ý kiến giúp bình luận nhé. Nhanh không người ta đòi mất em cạc này thì mình lại không test cho anh em được. Hẹn lại anh em trong video sau.